Video này sẽ hướng dẫn một số cái sử dụng một số cái công cụ, một số cái bộ tool ở trong Elementor Sketchpad. Trước tiên là để sử dụng được cái tool này thì chúng ta sẽ copy tất cả những cái tool này vào trong một cái thư mục. Cụ thể đây là thư mục tool dùng được. Copy tất cả những tool mà chúng ta có thể làm, tự làm được cái tool này, hoặc là có thể tham khảo các cái tool mà một số thầy cô đã làm. Chúng ta copy tất cả những cái tool, cái công cụ vào một trong một thư mục. Sau đó thì chúng ta sẽ mở cái phần mềm Elementor Sketchpad. Các bạn tiếng Việt hay tiếng Anh tùy các em cài đặt tiếng Việt tiếng Anh đều được, và sử dụng tiếng Việt cho dễ nhìn, đúng không? Để rồi chúng ta vào tích chuột trái vào ba chấm này, muốn cái mô tuần mà chúng ta mới thì chúng ta đây chúng ta di cái mũi tên, chúng ta cứ di cái mũi tên ở phía dưới của cái bảng này vào phần tầm phần cuối cùng. Phần cuối cùng nó có cái dòng chữ là chọn thư mục chứa công cụ ấy, tích vào dòng chữ ở cuối cùng là chọn thư mục chứa công cụ, chọn thư mục chứa công cụ, rồi sau đó ta sẽ chọn những cái địa chỉ lưu lưu của cái folder mà ta vừa đặt tên. Cụ thể đây đặt tên đó là tool dùng được. Đấy, nó không hiện ra file gì đúng không ạ, nhưng mà chúng ta sẽ tích vào đó là gì ạ, choose, lựa chọn, ok, sau đó cứ bấm ok thôi. OK để cho nó thích hợp những cái tool này là OK. Bây giờ nó sẽ vượt qua một số những cái tool để chúng ta dùng để vẽ hình, những hình cơ bản dùng thức của compa chẳng hạn, đo độ ấy ke, rồi thích vào đây, nhảy cho trái vào đây, vào nút ba chấm này, chúng ta di xuống bên dưới, và cái mũi tên này chúng ta di xuống bên dưới. Cụ thể đây, ví dụ này là bút vẽ chẳng hạn, công cụ bút vẽ, bút vẽ đó, thì ta sẽ lấy hai cái bút đó. Đó, cái này chính là cái điều chỉnh chiều quay của bút đó, này là độ lớn của bút. Thì khi mà lấy được cái độ lớn phù hợp rồi thì ta sẽ ẩn nó đi. Chúng ta vẽ đó, không ảnh hưởng gì cả. Mình hiện bút này, hiện ảnh bút này, hiện bút này. Đó, công cụ thứ nhất bút vẽ. Tiếp tục công cụ thứ hai là gì ạ, compa. Compa này thì ta sẽ đây, compa này nó sẽ không, chúng ta đang cần đặt tâm vào điểm vào chỗ nào thì ta bấm vào chỗ đó. Compa này còn bút dưới này là nó có số 4 là như là điều khiển độ lớn của compa đó, đây chính là độ to lớn của compa, đặt tâm vào chỗ nào nó đặt luôn vào đấy. Chú ý là khi mà dùng cái compa này, hiện compa này, khi mà dùng thì chúng ta chú ý là gì ạ? Chúng ta chú ý là chúng ta chỉnh cái cỡ của cái điểm này, để cho nó nhỏ bớt đi, để cho phải phần cỡ nhỏ đó. Thì lần sau mà gọi thôi. Cái đối tượng của công an thì nó sẽ không có cái đường chấm to. Di chuyển mũi tên xuống. Và là
thì nó sẽ còn mũi tên bé đúng không? À, nó có dấu chấm bé. Phần điều chỉnh. Nó còn pha. Tương tự như vậy chúng ta cũng có công cụ đó là gì ạ? Chứ nó có cái mũi tên nhé. Không phải là xong rồi. Ok. Ok. Ok, nó có điểm đặt này này. Một cái là điều chỉnh cái độ quay nó phù hợp để chúng ta hiện ra cái môn dựng của cái góc vuông vuông thì chúng ta sẽ di chuyển cho nó phù hợp. Đúng ạ. Ok. Tiếp theo là đến công cụ của mình. Tay cầm bút cái thước thì mình sẽ giới thiệu với công cụ thước. Đấy, thước này thì nó sẽ đặt đúng vào điểm đặt tại điểm không rồi, nó rất là tiện chúng ta. Ví dụ ta muốn đo một cái đoạn mà có độ dài là bằng 4 cm thì ta sẽ đánh tích một điểm này. Ta sẽ đặt cái điểm này vào điểm này đúng không? Xong rồi ta sẽ quay hoặc là ta phải về gán gán cái điểm này ghép với cái điểm này là điểm cần nó cần vẽ tùy đó. Để quay và vẽ theo chiều nào cũng được. Vậy. Thương đo độ thì có đo độ A là đo độ mà mặt phải từ 0 đến 180. Đó, chúng ta muốn đo độ chúng ta hiện tại đây chúng ta phải điểm để di chuyển đây đo độ A. Tương tự với đo độ B đó như là chúng ta lại đấy đây là tool 1 từ không đúng trọng tâm quay được thoải mái theo chiều chúng ta muốn. Rồi chúng ta có công cụ là tải, tải là khi ta làm sai cho tải đi. Chúng ta thay cho cái bước xóa đấy. Cái bước này là bước chỉnh hướng lớn vào tay là một số những cái công cụ mà chúng ta cần chú ý khi sử dụng thước cũng là có độ ok.